Chào các bạn, hôm nay mình sẽ xin nói về các văn hóa, bao gồm văn hóa cây giống, văn hóa ăn mặc, văn hóa giao tiếp, vân vân, văn hóa các chuẩn mực hoặc là các quan niệm. Đầu tiên mình xin vào cái mục gọi là văn hóa lời nói. Đầu tiên, ông cha ta có câu là lời nói chẳng mất tiền mua, lời người mà nói chơi vừa lòng nhau. Lời nói là hơi thở của tâm hồn. Chính vì vậy, Pythagore từng nói, tiếng nói là hơi thở của tâm hồn. Ngàn người ta bao nhiêu cũng nói mà không suy nghĩ, cách nào bắn mà không nắm. Ngàn người nghe có câu, học nói khó, im lặng càng khó hơn. Chính vì vậy, người có văn hóa sẽ nói năng từ tốn, lễ độ, nhỏ nhẹ, đoan trang, chậm rãi, nhã nhặn, nó có suy nghĩ, có tình, có lý, có ngữ điệu, lấy tâm, lấy nhẫn mà nói. Khi giới thiệu trong các hội nghị quốc tế hoặc là giao tiếp nên ưu tiên phụ nữ nói trước. Đấy. Riêng nam giới sẽ nói sau. Chúng ta thường thường là bắt gặp các câu mới đầu của các chương trình, ví dụ như là thưa các quý bà, thưa các quý ông. Như vậy rõ ràng họ có sự ưu tiên cho phụ nữ, và khi đi trên đường hãy nhường cho bên có lợi, an toàn cho phụ nữ. Khi bắt tay thì phải bắt tay chị phụ nữ trước, bắt tay nam sau. Khi tham gia thì chia đãi hay dùng bữa, người đàn ông nên nhẹ nhàng kéo ghế ra sau để phụ nữ ngồi xuống trước. Khi đi xe buýt, người có văn hóa là người nhường chỗ hay đỡ đồ nặng cho phụ nữ, người già, trẻ em. Người có văn hóa nên sử dụng ngôn ngữ nhã nhặn khi nói, không đao to búa lớn, không chặt chém, nghĩa là khi sử dụng những từ nhã nhặn lịch sự thay cho những từ thô lỗ khó nghe để làm đẹp bằng lòng nhau. Ví như ta thì nói chết thì đừng nói chết, nên là khi đến chia buồn thì đừng có nói như thế, mà để giảm bớt nỗi buồn của ai đó thì ta nói là qua trời hoặc là về trời, về với tổ tiên, ra đồng, theo bông bà, mạng chung, mày khỏi bệnh hàng, tiên tịch. Rồi tôi nói với nhà Phật, ví dụ như ta nói hòa thượng đã viên tịch, bác đã về với tổ tiên, chẳng hạn đã bay về với nhà. Đừng nói là thiếu ăn mà hãy nói là thiếu mức no đủ. Đừng nói thất nghiệp mà hãy nói là chưa có công ăn việc làm. Đừng nói sản phẩm xấu mà hãy nói là sản phẩm loại hai. Đừng nói ngủ với nhau mà hãy nói là bữa tiệc dư. Đừng nói thiếu sót yếu kém mà hãy nói là những tồn tại cần phải khắc phục. Cổ nhân có câu, ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn, hóa đồ. Do vậy còn phải hạn chế được nói nhiều, nói dài, nói dai, nói dài, không nói năng lưỡi chừng hoặc là cướp lời người khác, không nói giọng khích bác, chạm vào lòng tự ái người khác. Ta nói về mình, tự đề cao mình, đừng nói về hạnh phúc của mình với người không có hạnh phúc. Tự cho mình là biết tất cả mọi điều, làm ra vẻ thông thái. Chính vì những điều này sẽ làm cho cái tôi bao giờ cũng trở nên đáng khá nhất cả. Và người có giọng nói trầm sâu sắc, tay chém mạnh dứt khoát là người hiểu biết từng trải, thích điều khiển thống trị người khác. Người có giọng nói mạnh mẽ, hân hoan phấn khởi hay vung lên hay chém rất mạnh, cương quyết là người có sức khỏe, nội lực, sinh lực, khí lực cao thượng, rộng lượng, rộng rãi, khoáng đạt, trưởng phúc. Người nói năng sống động, thoải mái là người năng lượng, thích hoạt động, hăng say trong hoạt động, trong công việc, có khả năng làm công tác, phong trào, uống rượu, văn hóa trong uống rượu. Đấy. Uống rượu thì nên hạn chế uống nhiều. Bởi vì uống rượu, tôi sẽ chia làm ba loại.
gồm là ông bà ta có câu là kim tướng, tông tướng và cơ tướng. Người nói năng yếu ớt, khó nhọc, nói như tham vãn là người thiếu tự tin, không bản lĩnh, yếu đuối hay dàn quyết sự việc, là không dám những sự việc lớn lao. Người có giọng nói lạnh lùng là người ích kỷ, nhát hiệp hay tính toán nhiều hơn. Và trong văn hóa mình xin trở lại với cái văn hóa Ấn Độ thì như là nói